Bây giờ mà giảng sanh hết khổ đúng không cụ? Dạ. Cái mình mà không giảng sanh là khổ dữ lắm nha. Dạ. Cụ nay nhiêu tuổi rồi? 89. 89 tuổi. Dạ. Cái này 89. Ừ. Mấy cô đi chăm lo được không? Dạ. Đúng không? Dễ thương lắm. Hết luôn. Hết luôn. Dạ. Quá nhiệt tình nha. Anh Di Đà Phật, Tôn Đà Thầy. Mua này được không? Nhập cũ ha. Dạ, với là bạn nhập cũ. Rồi chúc các cụ ăn lẩu ngon miệng nha. Chào cụ nha. Nha cụ. Chú. Dạ. Dạ, đây rồi chú. Dạ. Rớt cái là hỏng liền hả? Rớt cái là bị hư luôn rồi. Rớt hư ống kính. Dạ, máy quay phim mà chung. Nó rớt cái là hư ống kính. Càng tạo danh mà thay còn môi đầu rê rồi. Thầy thiệt rồi. Rồi đi vô ăn lẩu thôi. Ủa đi. Ủa nay ăn lẩu phải không, ăn cơm? Ăn bò này. À, nãy hả? Bò xong khối. À. Rồi chú. Nam mô A Di Đà Phật.
à, chúc đại chúng ăn ngon miệng nha. À, à bóc chanh hả? À, à các cụ cứ ngồi tại này đi, đứng ra bóc chanh chút xíu à. Cụ cứ ngồi tại đây nha, để tập ra đây. Nam mô A Di Đà Phật. 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 À, tới là chùa ngày nào cũng có phóng sanh đó rồi, nên là quyền đem cái công đức phóng sanh này và hướng cầu an trên là hòa thượng Thiện Chủ và ngày xây chùa chúng ta có chỗ tu tập, và quyền đem công đức này hướng cầu an cho toàn thể đại chúng, cho đó tất cả các tổ chức chùa chúng ta và tất cả quý Phật tử Phật tử lên chúng sanh hay được nghe Phật pháp, tiếp nhận Phật pháp, diệu Phật cầu sanh tịnh độ đây như thường là, và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho chủ quyền các tổ ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này, cái gì là người kiếp và hôn nhân hai như vị diệu pháp hai kiếp sĩ đại mong hoàng bào thủ tràng Phật nhị loại cô hồn ngạ quỷ hàng xa hữu nguyện vô danh hữu danh vô biệt, và tất cả những người chức quan chức ức chức chưa được siêu thoát thì được nhờ cái công đức phóng sanh này hồi hướng và chưa hôn linh thần thức sát xuất tỉnh táo tiếp luôn một bộ quyền niệm Phật đi cầu sinh về thế giới tiên của cực lạc. Nam mô chúng sinh sư Bồ Tát Ma Tát. À, chúng ta biết phóng sanh một đồng tiền bỏ ra phóng sanh đó là tài thí, chúng ta sanh ngay nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật cho chúng sanh này nghe đó là pháp thí, chúng ta sanh ngay nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả chúng sanh này quay đi là tu hạnh vô ý thí, nên chúng ta sanh ngay nơi nào chúng ta có được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên là lúc khi tất cả những người khi chúng ta mà nghe Phật pháp nơi phát ra trên trường, dù con ruồi con mũi con kiến chúng ta cũng không có giết, đó là chúng ta nghe lời Phật dạy tứ sanh phụ mẫu. Và những người bệnh đau ung thư bệnh này bệnh kia mà không có thuốc trị thì đức khuyên vị nên ăn chay trường và nên phóng sanh niệm Phật rất là đặc biệt, nếu như thọ mạng còn tiêu nghiệm hết bệnh, còn thọ mạng hết nhờ cái công đức đó mà tỉnh táo sáng suốt niệm Phật được Phật hay là tiếp dẫn giảng sanh. Nam mô chúng sư Bồ Tát Ma Tát. Chúng ta đọc tam quy Phật quy một quy pháp không đoạn ngàn quy, quy tam không đoạn vạn sanh, quy Phật không đoạn địa ngục, quy pháp không đoạn ngàn quy, quy tam không đoạn vạn sanh, quy Phật không đoạn địa ngục, quy pháp không đoạn ngàn quy, quy tam không đoạn vạn sanh. À, chúng ta đọc niệm Phật quan hệ vui vẻ để thả chim nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 chúc quý vị ăn Tết vui vẻ và luôn luôn bình an nhé. Như là Phật. À, chúng ta vào cái đường để dùng buổi trưa quý vị. Chúc quý vị ăn ngon miệng nhé. Hay như là Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Rồi mời đại chúng dùng đi. À, cụ nào hay ai nhanh tay thì chúng ta sơ cái nó lên nha. Bật lửa vừa vừa sơ sơ đều đều lên.